Hello tất cả anh em, lại là mình đây, Tuấn của Auto 89. Và hôm nay như anh em nhìn thấy thì mình sẽ lên cho anh em một cái list đồ anh em nhé. Rất nhiều giải mã, xin thưa anh em, rất nhiều giải mã, mà toàn giải mã 24 bit chuẩn đến từ Nhật thôi. Và một cái con gọi là con hàng siêu VIP anh em nhé. Một con loa màng gỗ siêu VIP, con này chính là con bom bốc đứng đầu bảng, bom bốc luôn. Mà đến từ thương hiệu Victor anh em ạ, màng gỗ anh em nhé. Đẹp xuất sắc, và con này là hàng đấu giá của mình. Mình vừa về xong, mình sẽ lên sóng với anh em. Thì mình xin... trước khi bắt đầu video thì mình sẽ giới thiệu với anh em là số điện thoại của mình đang ở góc trái màn hình đây. Số điện thoại của mình là 0976663776 và số điện thoại bạn Luân ở ngay bên cạnh là 0965673502. Và cửa hàng mình thì anh em mình thấy đây, và mình là địa chỉ là 141 đường Chùa Chuông, thành phố Nghiên, tỉnh Hưng Yên anh em nhé. Anh em nào có nhu cầu bất kỳ sản phẩm gì có thể qua trực tiếp bên mình để tham khảo, và nhất là những con hàng VIP như thế này, anh em nên qua trực tiếp để cảm nhận được xem là chất âm của loa màng gỗ như thế nào. Và với những cái con đầu bảng của loa màng gỗ này thì chất âm nó sẽ ra sao anh em nhé. Anh em nên qua trực tiếp để test âm. Rồi, thì bây giờ mình sẽ vào đầu video là mình sẽ giới thiệu với anh em cái con loa màng gỗ này trước anh em nhé. Con này thì mình vừa đấu giá về được xong. Giá bên Nhật hiện tại nó vẫn đang rất là cao anh em ạ. Giá bên Nhật nó đang vào khoảng tầm 25 man Nhật, tức là nó vào khoảng tầm 50 củ nhờ. Khoảng tầm gần 50 củ anh em nhé. 25 man Nhật, 50 củ ở bên Nhật, giá bên Nhật vẫn đang bán, đúng không? Và con này là hàng đấu giá, mình mua về chắc chắn và mình sẽ bán cho anh em tốt hơn cả giá bên Nhật luôn. Ok chưa anh em? Và con này giá xuất xưởng nó thì siêu cao luôn. Giá xuất xưởng con này mình nhớ không nhầm nó 80 mấy triệu rồi anh em ạ. 80 mấy triệu. Mà con này nó sẽ sản xuất từ năm 2010 anh em nhé. 2010 80 mấy triệu, và bây giờ giá của nó thì cực kỳ tốt, có thể đến tay anh em được, của bên Nhật nó vẫn đang bán rất là ok. Thì đầu tiên anh em sẽ nhìn thấy, thoạt nhìn con này nó sẽ là một cái form gỗ nguyên khối anh em nhé. Form thùng gỗ nguyên khối, đúng cái form của thằng bom bốc luôn. Anh em nhìn thấy đây, đây đúng form bom bốc luôn. Màng gọi là thùng gỗ nguyên khối. Ok chưa anh em? Đây nó sẽ là tích hợp thất âm ly ở giữa, và bên hai bên này phát chéo cạnh nó sẽ là cái thùng loa ở hai bên anh em nhé. Phát chéo cạnh là thùng loa ở hai bên anh em thấy không? Cầm ly ở giữa này anh em nhìn, đúng form cao cấp luôn. Mặt nhôm toàn bộ không một vết xước anh em nhé. Quá đẳng cấp, và nói thật là từ ngày mình bán đồ âm thanh, bán con này là con đầu tiên anh em nhé. Con Victor EXB1 con đầu tiên. Form thiết kế thì thiết kế là form Deus anh em nhé. Form Deus là một cái form thiết kế mà độc quyền của thằng Victor, nó bao gồm một thiết kế nguyên khối liền lạc anh em nhé. Thì nó gọi là form thiết kế Deus đấy. Chức năng của con này thì mình xin phép giới thiệu như sau. Con này sẽ chơi DVD, chơi CD anh em nhé. DVD, CD đọc cực kỳ ngon, đút đĩa vào phát nó mút luôn anh em ạ. Chơi USB, anh em nhìn chơi USB đúng không? Đây có USB Play đây. FM, AM đầy đủ anh em nhé, đủ 108 luôn. Dò full đài Việt Nam. Và có một cái hay nữa, con này có giải mã 24 bit chuẩn, và giải mã theo cả chuẩn thông thường và cả chuẩn K2 anh em nhé. Giải mã chuẩn K2 đây anh em nhìn không? Cái nút K2 à. Đấy, nút K2 là một cái nút mà gọi là chức năng giải mã độc quyền của thằng Victor. Của thằng Victor, nó cho cái chất âm thì cực kỳ ok à. Anh em nhìn thấy không? Logo nổi Victor, chó người kèn anh em nhé. Đây, anh em muốn nhìn con chó người kèn nó to hơn thì anh em thể nhìn bên trên này, logo Victor, chó người kèn đây. Đấy, His Master Voice này. Đấy, ok chưa? Anh ấy là gọi là ông chủ của âm nhạc gì gì đó, nói chung mình dịch tiếng Anh nó hơi rốt. Này, đẹp xuất sắc luôn anh em nhé, không một vết xước. Phía sau đây. Anh em sẽ nhìn thấy toàn bộ giấc analog, toàn bộ mạ vàng tất anh em nhé. Đây không phải mạ đồng đâu, đây là mạ vàng toàn bộ này, đúng không? Một đường quang in và một đường quang out phục vụ em giải mã 24 bit, kẹp anten FM phục vụ nghe đài này, đúng không? Đây sẽ là cái đường xuất video cho anh em, phục vụ anh em nếu xem DVD muốn xuất hình ra TV. Công suất con này thì nó rơi vào 40W thôi, điện nguyên bản 100V anh em nhé, điện nguyên bản 100V đây, Modeno EXB1. Compact Compilation System, hệ thống ở loa nguyên khối anh em nhé. Tất cả các thông số của nó có ghi ở bên này nữa anh em nhé. Dolby Digital, DTS, Digital Out này. Đấy, rất nhiều công nghệ được tích hợp sẵn trên con này. Hai thùng hơi ở phía sau anh em nhìn, nó mọc nỉ toàn bộ này. Bọc nỉ toàn bộ. Đấy, ok không? Bọc nỉ toàn bộ. Nói chung là anh em chỉ cần nhìn đến con này thôi, đã thấy nó là hàng VIP rồi, chưa cần sờ vào anh em nhé. Tiếp đến con này, cấu hình loa thì anh em sẽ nhìn thấy hai bên loa sẽ là hai con loa màng gỗ anh em nhé. Tại sao màng gỗ đây? Anh em nhìn cái màng loa nó bằng gỗ. Cái núm loa cũng bằng gỗ luôn anh em nhé. Gỗ này là gỗ gì ạ? À? Gỗ này là gỗ anh đào anh em nhé. Gỗ anh đào tầm rượu sake. Nó cho cái độ mềm mượt. Độ mềm anh em nhé. Độ mềm và độ dai để làm sao mà để nó uốn được thành cái màng loa như thế này.
Thì cái màng gỗ này từ ngày nó ra đời thì tất cả những cái màng carbon, màng sắt, màng thép, màng nhôm ngày xưa thì gọi là nó đi vào dĩ vãng tất anh em ạ. Đến bọn châu Âu nó săn cái bọn màng gỗ này thì cực kỳ nhiều. Và loa màng gỗ thì anh em biết có những con mã giá rẻ từ 4 triệu trở lên, đúng không? Từ 4 triệu trở lên. Và những con VIP đến khoảng tầm 100 củ cũng có là làm màng gỗ. Và con này là một trong số những con cực kỳ độc và VIP hiếm trên thị trường em nhé. Mặc dù nó không được in cái logo Limited ở đây, giống như con HR11 anh em nhé. Giống con HR11 không được in logo Limited ở đây. Nhưng mà mình đánh giá là như con này anh em ạ. Trên thế giới nó chỉ xuất hiện gọi là rất là ít anh em nhé. Đến thị trường Việt Nam thì mình nghĩ là chỉ đếm trên đầu ngón tay cái mã này thôi. Và nó cực kỳ độc anh em ạ. Và hiện tại con này thì mình đang để cho anh em giá bao nhiêu? Giá bao nhiêu? Hiện tại con này thì mình xin phép để cho anh em cái giá là 23 củ anh em nhé. 23 củ nó rơi vào chỉ tầm chưa đến 1.000 đô thôi anh em nhé. 900 đô, 23 củ thôi. Hơn 900 đô một chút. Và bên này mình đấu giá về cũng rất là cao. Đấu giá về nó rơi vào tầm hai mấy triệu. Hơn 20 triệu rồi anh em nhé. Coi như mình lãi bán con này cho anh em thì lãi được khoảng tầm 2 củ. Để bảo hành cho anh em 1 năm thôi. Trọn vẹn cho anh em 1 năm. Và con này tất nhiên là mình sẽ tặng kèm cho anh em một cái khiển học anh em nhé. Khiển học lệnh, học full chức năng con này luôn. Đây, học full chức năng này. Chỉnh bát chép anh em nhé. Chỉnh bát chép trực tiếp, ok cho anh em. Đấy. Và đĩa con này thì đọc cực kỳ mượt. Tích hợp công nghệ anh em thể nhìn thấy này. K2 đầu tiên nhé, K2 Technology này. Đây, giải mã độc quyền của thằng Victor này. Tiếp đến là Dolby Digital. Tiếp đến là DTS 2.0 Digital Out này, đúng không? Và đọc đĩa CD, công nghệ đĩa CD. Đấy. Mà đẹp xuất sắc luôn. Và mình phải công nhận con này đẹp thật. Và bây giờ giá con này là bao nhiêu? Giá con này hiện tại mình đang để cho anh em với giá là 23 củ anh em nhá. Mình sẽ play thử nhạc để cho anh em nghe chất âm. Bật thử cái giải mã K2 lên. Đấy. K2 nó có hai chế độ, K2 mode 1 và K2 mode 2. Cuối cùng một chế độ tắt K2 anh em nhá. Play. Cho anh em biết chất âm của này. Ok chưa anh em? Thậm chí con này anh em có thể làm chơi trực tiếp luôn anh em nhé. Hoặc là anh em xuất cái tín hiệu out, anh em biết không? Xuất cái tín hiệu out ra thiết bị bên ngoài. Đây, xin thưa với anh em, anh em có thể làm nó như một thành một con đầu gọi là CD cao cấp anh em nhé. Anh em xuất tín hiệu out ra để cho nó ra cái thiết bị khác, đúng không? Đây, cổng out ở đây anh em nhé. Cổng out mạ vàng toàn bộ anh em. Mình nói thật là nếu mà anh em đầu tư tiền để mua một con CD tầm mười mấy triệu thì mình nói thật là nên mua con này hơn. Con này đẳng cấp hơn, vừa all in one được, vừa chất âm CD cao cấp, giải mã K2 tích hợp, giải mã 24 bit chuẩn trực tiếp từ Smart TV xuống. Và quan trọng nhất là nó đi kèm với cặp loa anh em nhé. Đi kèm cặp loa màng gỗ. Anh em chỉ nhìn thấy loa màng gỗ bình thường ở này. Con này thì nó còn các cái cánh hoa nữa anh em nhé. Nó cải biên là cánh hoa này để mang tính chất thẩm mỹ thôi, chứ nó không ảnh hưởng đến chất âm cả anh em ạ. Chất âm màng gỗ thì vẫn là như vậy, nhưng mà cánh loa anh em nhìn thấy cánh loa, cánh hoa ở đây thì nó sẽ làm cái mặt thẩm mỹ của chiếc loa nó cao cấp hơn anh em nhé. Cao cấp hơn, ok chưa anh em? 23 củ anh em ạ. Có tiền không chơi con này thì chơi con gì, đúng không? Đẳng cấp. Anh em nào mua về nhà mà khách khứa đến chơi mà xem thì mình nói thật là con này nó gọi là đẳng cấp luôn. Mấy ông có tiền không mua được, mình khẳng định luôn. Mấy ông có tiền không mua được con này luôn. Ok, đấy anh em nhé. Căng, đẹp xuất sắc luôn. Con này gần như là vừa bóc hộp anh em nhé, gần như mới như vừa bóc hộp luôn. Ok. Tiếp đến bên này thì mình sẽ giới thiệu tiếp anh em đến cái đống giải mã bên này. Anh em sẽ nhìn thấy ở đây. Đây, rất nhiều con, đúng không? Đi từ cọc
Số 01 đầu tiên là con Onkyo V5 anh em ạ, một trong số những con giải mã gọi là hàng cao cấp đến từ Onkyo. Nó là cái thương hiệu mà thuộc cái series đầu V của Onkyo. Nó bao gồm V3, V5, V7 và V77. Thì V5 nó là một trong số những con hiếm hoi chỉnh được bát chép trực tiếp trên mặt anh em nhé. Bát này, chép này, ok chưa anh em? Và super bát trực tiếp trên mặt luôn. Dò đài FM trực tiếp trên mặt. Đây, tuning anh em dò đài trực tiếp trên mặt. Và FM sẽ đủ 108 anh em dò full đài Việt Nam luôn. Và mình sẽ giới thiệu chức năng của này như sau. Con này chơi MD, đọc MD, ghi MD hoàn toàn ngon anh em nhé. Chơi rất ngon. CD chạy mắt 213 cực kỳ lành luôn. Và CD đọc mượt luôn. Đấy. Phía sau. Ngoài ra thì con này còn sẽ còn cái chức năng là giải mã 24 bit chuẩn qua cổng quang anh em nhé. Giải mã 24 bit chuẩn qua cổng quang. Kết nối điện thoại máy tính TV qua cổng AUX và với những cái cục dàn như thế này thì nó căng đét đi cặp loa bát 25 cm anh em nhé. Con này có một vết cấn ở đây, anh em nhìn đây, một vết rất là nhỏ như sợi chỉ thôi. Anh em nhìn này. Đấy. Mình sẽ quay rất chi tiết những cái vết gọi là vết, có một cái vết nhỏ mình cũng sẽ quay cho anh em nhé. Phía sau. Phía sau đây. Công suất con này sẽ là 52W điện nguyên mãn 100V anh em nhé. Và Made in Japan, với dòng chữ cực kỳ giá trị với những anh em gọi là kỳ thị với Made in China anh em nhé. Bên trên này nữa, kẹp loa đánh loa từ 4 đến 16 ohm, kẹp anten AM/FM, các cái đường line in layout đầy đủ và có đường xuất có đường optical in phục vụ em giải mã 24 bit anh em nhé. Và hiện tại con này thì mình vẫn để cho anh em giá cực kỳ ổn định là chỉ có 1.600.000 thôi anh em nhé, cho một con chạy hoàn hảo mọi chức năng và vẫn kèm gói bảo hành, mình bảo hành 1 năm cho anh em, ok chưa anh ạ? Mã số 01 anh em nhé. Anh em quan tâm mẫu nào nhớ chụp ảnh lại màn hình em nhé, chụp ảnh lại màn hình và gửi qua Zalo cho mình để mình chốt chính xác cái mã đấy cho anh em. Tiếp đến con bên dưới thì sẽ là một cái con âm ly anh em nhé, âm ly dòng mini. Âm ly dòng mini của thằng Onkyo và dòng siêu VIP luôn. Con này chính là Onkyo 205 HDX anh em nhé, một trong số những mã cao cấp của thằng Onkyo. Con này thì mình xin phép giới thiệu các chức năng của nó như sau. Con này thì không chơi CD, không chơi MD, chỉ kết nối thiết bị bên ngoài qua điện thoại máy tính TV, qua cổng AUX này, cổng HDMI này anh em nhé, và có cả cổng quang để anh em giải mã trực tiếp Smart TV xuống hoặc HDMI đều được. Đấy, hai cái đường tín hiệu đấy. Tích hợp công nghệ này, dongle này, dongle gì đây? Dongle True HD này, DTS HD này, Theminthus này, Audc Dynamic Volume, đấy, chế độ chỉnh volume động này, Theathus Demino này, đấy, Theathus Demino, RIHD, VLSC này, VLSC là công nghệ lọc nhiễu bằng vector anh em nhé, cho chất âm ra mà tinh khiết luôn đấy, HDMI này, HDMI, đấy, AV Central này, anh em thấy không? Mọi chức năng con này hoạt động cực kỳ ok anh em nhé. Mặt mũi thì đẹp góc cạnh luôn, con này đẹp xuất sắc luôn anh em nhé, đẹp xuất sắc luôn. Phía sau đây anh em sẽ nhìn thấy đây là một con âm ly hiếm hoi mà đánh được cả súp hơi. Mình thật là những con âm ly đa kênh đánh súp hơi thì đếm trên đầu ngón tay, và con này là một trong số những con đánh được súp hơi. Đây, súp wafer kẹp thẳng loa và chơi luôn anh em nhé. Hai đường surround, một đường center và hai đường anh em để phone speaker để anh em nghe nhạc sister này. Nếu anh em nghe nhạc chỉ cần kẹp hai đường này thôi, và kẹp thêm đường súp này thôi. Còn để phục vụ xem phim anh em nhé, thì kẹp full loa vào. Đấy, full loa vào để em nghe. Đây là có một cái quạt tản nhiệt rất to ở chỗ này, một đường súp điện thêm nữa, phụ trợ nữa. Ok chưa? Line in có hai đường mặt sau, optical in có hai đường này. Đấy. Coaxial in một đường này. HDMI in ba đường và một đường HDMI A. Đấy, rất là ok, đúng không? Và con này thì hiện tại mình chỉ bán bằng con HDX trơn thôi. HD thường trơn thôi, 205 HD thường thôi. Con này là HDX anh em nhé, bản nâng cấp luôn. Hiện tại mình đang để cho anh em giá là 3.800.000 anh em nhé, cho con Onkyo 205 HDX này, ok chưa? 3.800.000. Tiếp đến là hai con MD, ba con MD giải mã anh em nhé, ba MD giải mã bên dưới này. Thì con đầu tiên ở bên trên chỗ này, vị trí số 3 này, thì sẽ là con Denon M10E anh em nhé, một trong số những bản nâng cấp của Denon M10. Con này chức năng của nó là gì? Chức năng của nó chơi MD thôi. Chơi MD, đọc ghi MD tốt và có giải mã 24 bit chuẩn, nhưng mà cần mồi em nhé. Con này làm giải mã cực kỳ ngon, chất âm ra rất là sáng tiếng như cần mồi. Đây nó mặt nhôm này, hai bên hồi này cân đối đúng không? Có một vết xước ở đây, vết xước ở đây là mình sẽ bán rẻ con này đi anh em nhé. Hai đường đi digital in và một đường analog in anh em, optical 1 này, optical 2 này và một đường analog đúng không? Đấy. Đây, phía sau. Công suất con này sẽ 14W và điện nguyên mãn 100V, made in Indonesia. Đấy. Optical in có hai đường này, một đường optical out và một đường line in line out của analog.
Và con này giải mã, tại sao mình phải sử dụng câu giải mã cần mồi? Tại vì lúc nào nó cũng cần một cái đĩa MD anh em nhé. Một cái đĩa MD này đút vào đây, đúng không? Cho nhận đĩa thôi, cho nhận đĩa lên. Nó nhận đĩa lên mà anh em ấn nút REC, ấn nút REC anh em nhé. Ấn đây, ấn nút ghi đĩa này thì là nó sẽ trực tiếp giải mã luôn. Tại vì mình mượn cái đường là đường ghi đĩa để sử dụng làm chức năng giải mã anh em ạ. Mục đích con này để ghi MD, nhưng mà anh em sẽ mượn cái đường đấy để làm giải mã thì anh em bắt buộc phải ấn nút REC này anh em nhé. Và đĩa này anh em cứ đút ở trong máy thôi, ấn nút REC này thì anh em khi anh em bấm nút REC nó vào chế độ ghi thôi, nó chưa ghi đâu anh em nhé, chưa ghi đâu. Thế anh em để đĩa thoải mái luôn, bền vĩnh viễn thời gian luôn anh em nhé. Và hiện tại con Denon trên này, con Denon M10E này mình đang để cho anh em với giá là 1.200.000 anh em nhé, 1.200.000 cho con Denon M10E. Tiếp đến con bên dưới này thì bên là con VIP này, con Denon M30 anh em ạ. Con này cũng là một con giải mã VIP của thằng Denon anh em nhé. Thì như anh em thấy mặt của con này là toàn bộ mặt nhôm cao cấp luôn. Con này thì nó là một series cao cấp rồi. Đấy. Các cái mặt chỗ này của nó thì nó là mặt gương anh em nhé, mặt gương. Nhưng mà nó sẽ có một hai vết ố. Anh em thấy nhìn thấy đây, một hai vết ố đúng không? MD cũng đọc ghi cực kỳ ngon anh em nhé. MD đọc ghi ngon. Và giải mã cũng là cần mồi. Con này cũng giải mã cần mồi anh em ạ. Đây. Đọc đĩa cũng cực kỳ ngon, giải mã cần mồi và giá của mình đưa ra con này cũng rất là tốt. Đây. Tất cả các nút chỉnh chọt ở trên này hết anh em nhé. Next bài. Núm đẹp, nói chung con này là một con đẹp. Hình thức thì gọi là kết cấu thì đẹp thôi, chứ còn hình thức nó có vết chảy xước anh em nhé. Chảy xước, kết cấu thì đẹp, hình thức thì có chảy xước. Đây phía sau, công suất là 14W điện nguyên bản 100V giống như trên này. Các cái đường line in line out, có hai đường line in line out, tín hiệu analog và hai đường in của optical và một đường out của optical anh em nhé. Đấy. Và hiện tại con này thì mình cũng để đồng giá cho anh em. Con này cũng là 1.200.000 anh em nhé, 1.200.000 cho con M30 này, ok chưa anh em? Tiếp đến con dưới cùng thì sẽ là một con giải mã của thằng Onkyo. Con này là con Onkyo Onkyo bao nhiêu, 101 à? Onkyo 121 anh em nhé. Thuộc bộ dàn series cao cấp 275 Intech 275 của thằng Onkyo. Công suất là 12W điện nguyên bản 100V, hai đường optical in này, một đường optical out này, hai đường line in line out của analog này. Ok chưa anh em? Và con này sẽ made in Japan anh em nhé. Made in Japan luôn. Đọc ghi thì cực kỳ ngon. Đọc ghi ngon. Đấy, cũng giải mã cần mồi anh em nhé. Ba con này đều giải mã cần mồi. Và con dưới này nó là size lớn, mình sẽ bán đắt hơn một chút, nó là 1.500.000 anh em nhé. 1.500.000 cho Onkyo 121M, một trong số những con giải mã rất là đẳng cấp của thằng Onkyo. Và cái con này ghi đĩa hay là đọc đĩa cũng rất là ok anh em nhé. Đọc đĩa hay luôn. Ok chưa anh em? Rồi. Thì đấy với cọc số 01 anh em nhé. Tiếp đến đây sẽ là cọc số 02. Bạn luôn bạn này bạn sắp cho mình lắm đồ quá. Đấy, bở hơi tai luôn. Cọc số 02 thì đây sẽ là con Onkyo 155A, một trong số những con dạng máy đứng của thằng Onkyo. Nó kích thước giống như con máy nằm này, chỉ một cái nào dựng nó đứng lên thôi anh em nhé. Chức năng con này sẽ như sau: chơi MD, chơi CD anh em nhé. Chơi CD cực kỳ ngon luôn, CD cũng chạy mắt 213 cực kỳ lành anh em ạ. Có nút acoustic chỉnh bên trên này, 3-4 chế độ anh em nhé. Và 5 chế độ, một chế độ off, nữa là 5, đúng không? Volume chủ này, kết nối điện thoại máy tính TV rất là ok. Giải mã 24 bit chuẩn qua đường optical in và có FMIM con này thì đủ 108 luôn, dò full đài Việt Nam anh em hoàn toàn yên tâm về chất lượng con này. Phía sau đây, công suất cục dàn thì tương đối lớn anh em nhé, 64W điện nguyên bản 100V, made in Japan, ok chưa anh em? Kẹp loa đánh loa từ 4 đến 16 ohm, giải loa siêu rộng luôn. Đây, 4 đến 16 ohm đây, súp điện out có này, optical in và out phục vụ giải mã 24 bit này, kẹp anten FM phục vụ nghe đài này, các đường line in line out đầy đủ anh em nhé, không thiếu bất kỳ cổng gì trên con này. Và hiện tại con này chạy rất là ngon luôn anh em ạ. Và hiện tại giá con này mình đang để cho anh em chỉ có 1.100.000 anh em nhé. Chạy full hoàn hảo mọi chức năng, bảo hành 1 năm, 1.100.000, ok chưa? Và tiếp đến con bên dưới này này, sẽ là một con giải mã thanh lý cho anh em này. Con này thì xin thưa với anh em, nó là con DVD của thằng Victor anh em nhé. Con này là chơi DVD của thằng Victor. Thì mọi chức năng con này hoạt động hoàn hảo, tất ngoại trừ MD anh em nhé. MD con này thì kén đĩa. Và con này thì chơi DVD, chơi CD, MD kén đĩa, kết nối điện thoại máy tính TV qua cổng AUX, giải mã 24 bit chuẩn từ Smart TV xuống qua cổng quang và có cả cổng USB anh em nhé, để kết nối máy tính nhận định sao cạc và tương đương với những con sao cạc rời, rất là ngon luôn. Cục dàn thì siêu dài luôn anh em nhìn, cục dàn rất là dài đúng không? Mặt mũi thì cũng có tèm nha, mặt mũi có một vài vết xấu và đèn màn hình có thể thay đổi được anh em nhé. Đây này, đèn màn hình thay đổi được. Đâu nhỉ? Quay tua sao ra chỉnh này đây. KL đâu nhỉ? KL con này ở đâu rồi? KL anh em về tự mò nhá. Màn hình thay đổi màu được. Phía sau, kẹp loa đánh loa trở kháng từ 4 đến 16 ohm, giải loa rất là rộng.
kèm antenna FM phục vụ nghe đài, các cái đường line in line out đầy đủ anh em nhé. Và có optical in phục vụ giải mã 24 bit. Đây để giải mã, công suất con này thì rất là lớn, 60W và điện nguyên bản 100V. Đấy, cục dàn thì siêu dài luôn, dài đùn 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 luôn, đúng không? Và hiện tại con này thì mình đang để cho anh em giá chỉ có 500.000 thôi anh em ạ. 500.000 cho con này anh em nhé. Có một vài vết xước xước này, ok chưa anh em? Một vài vết xước xước 500.000. DTS tích hợp này, Dolby Digital tích hợp này, Compuling này, đọc DVD ngon, đọc CD ngon. Đấy, con này 500.000. Giá đúng giá thành lý luôn, giá là giá lậm chết anh em ạ. Tiếp đến bên dưới này thì sẽ là một con giải mã của thằng Sony anh em nhé. Con này con Sony 373 anh em ạ. Một trong số những con chạy hoàn hảo mọi chức năng anh em nhé. MD chạy ngon này, CD chạy ngon này, CD chạy mắt 213 rất là lành luôn. Kết nối optical in để phục vụ giải mã 24 bit chuẩn. Line in mặt trước có anh em nhé. Line in mặt trước này sẽ tích hợp cổng Brea cho anh em này, nghe tiếng nó căng hơn. FM con này sẽ chỉ đến 90 thôi anh em nhé, Sony chỉ đến 90 thôi. Phía sau đây, phía sau công suất thì sẽ là 55W điện nguyên bản 100V. Đấy, made in Japan luôn. Kẹp loa đánh loa từ 6 đến 16 ohm, giải loa siêu rộng luôn anh em nhé. Optical in giải mã 24 bit, các đường line in line out đầy đủ phục vụ anh em. Kết nối thiết bị bên ngoài anh em nhé. Và hiện tại cục này đánh cặp loa bát 30 được luôn, đánh siêu căng luôn. Và hiện tại mình đang để cho anh em giá là 1.200.000 cho cục Sony này anh em nhé. Cục Sony giải mã siêu hay luôn. Sony nó một cái gì đấy nó vẫn là khác biệt so với cả những cái chỗ còn lại của đồ âm thanh anh em nhé. Đấy, 1.200.000 về chưa. Tiếp đến series bên này thì các bạn là còn 9 cục dàn nữa cơ, mà luôn lại cho tôi tập thể dục này hết hơi rồi. 9 cục dàn nữa anh em nhé. Thì đầu tiên là cái cục số 03 này, chính là một con cục rất là VIP của thằng Onkyo, chính là con Onkyo N7NX anh em nhé. Con này mình xin phép giới thiệu chức năng này như sau: chơi MD ngon này, chơi CD ngon và CD chạy mắt Sanyo rất là lành luôn anh em nhé. Công nghệ D-Link và băng tần WiDAS độc quyền này, chơi được cả đĩa MP3 WMA. Để ngoài ra có thể chơi nhạc trực tiếp từ USB anh em nhé. Chơi nhạc trực tiếp từ USB thì cho chất âm gần tương đương CD luôn anh em, kể cả khi anh em chép nhạc MP3 vào anh em nhé. Line ở mặt trước này cho cái chất âm nó căng hơn là bình thường anh em cắm cổng sau anh em nhé. Đây, đấy, ok chưa. Cục dàn thì cũng khá là to, to đầm dài anh em, to đầm. Phía sau N7NX này, công suất 60W điện nguyên bản 100V, made in Malaysia anh em nhé. Các cái phần lưới tản nhiệt của nó này. Rồi, con này phần tản nhiệt bên trên em đừng về, đừng đậy gì kín trên này nhá. Để mở ra cho tản nhiệt nó tốt. Vì con này đánh 4 sò than nó tương đối nóng anh em ạ, tương đối nóng đấy. Và đánh được cả loa bass 25-30 thoải mái anh em nhá. Kẹp loa thì đánh loa từ 4 đến 16 ohm, giải loa rất là rộng luôn. Kẹp súp điện out nhẹ này. Súp điện out này. Antenna FM này, các đường line in out đầy đủ này, có optical in phục vụ giải mã 24 bit chuẩn anh em nhá. Và hiện tại con này thì mình đang để cho anh em N7NX là 2.500.000 anh em nhá, cho một con chạy hoàn hảo mọi chức năng. Bảo hành 1 năm cho anh em, ok chưa. Tiếp đến là anh em làm thích hàng rẻ thì đây chính là con hàng rẻ này, Onkyo N7SX anh em nhé, N7SX. Thì con này các chức năng như sau, cũng giống con bên trên N7NX thôi. Con này chơi MD, chơi CD, nhưng mà MD với CD con này kén đĩa rồi, coi như bỏ anh em nhé. Con này sẽ chơi được bộ nhớ USB. Đấy, kết nối điện thoại máy tính TV qua cổng AUX ở mặt trước hoặc mặt sau. Đấy, chơi nhạc USB rất là hay, gần tương đương CD luôn. Giải mã 24 bit chuẩn và giải mã cũng siêu hay luôn, sử dụng con chip PCM đời mới giống thằng N7NX cao cấp bên trên. Hai con này nó là gọi là anh chị em ruột anh em nhé, giống nhau y hệt, mọi chức năng giống nhau y hệt luôn, đúng không? Con này CD MD kén đĩa thì mình sẽ bán cho anh em về làm giải mã thôi, ok chưa anh em? Phía sau công suất thì sẽ là 55W điện nguyên bản 100V anh em nhé, made in Malaysia này, các cái đường line in line out đầy đủ anh em nhé, không thiếu cổng nào, optical in giải mã 24 bit đây. Kẹp anten, kẹp loa để anh em nghe nhạc đây, loa 4 đến 16 ohm và con này đánh được cả loa bass 25 cm anh em nhé. Antenna FFM, súp điện out đầy đủ, đúng không? Và hiện tại con này thì mình đang để cho anh em giá con này chỉ có 1.800.000 anh em nhé, 1.800.000 cho con N7SX. Đấy, anh em nào mà giải mã mà chỉ cần quan tâm chức năng giải mã chơi USB thôi, kết nối điện thoại mini TV, không chơi đĩa CD, không chơi đĩa MD thì đây lựa chọn rất là giá rẻ cho anh em, rẻ hơn thì con bên trên là 700.000 anh em nhé. Cuối cùng ở bên dưới này thì sẽ là con Onkyo X7DV, một trong số những mã hiếm hoi của thằng Onkyo chơi DVD. Nhưng con này nó có một cái lỗi của nó là nó MD kén đĩa, DVD kén đĩa anh em nhé. DVD con này thì kén đĩa, CD kén coi như bỏ đi. Bán cho anh em về làm giải mã. Và con này tích hợp cực kỳ nhiều công nghệ anh em ạ. Bán cho anh em về làm giải mã 24 bit chuẩn. Dolby Digital, DTS, theo bình thức, theo mini mini. Tích hợp công nghệ băng tần WiDAS độc quyền nữa và công nghệ D-Link đều tích hợp sẵn như con này. Giải mã 5.1 có anh em nhé. Giải mã 5.1 tè thớt đây.
đúng không? Và giải mã Sitter để phục vụ anh em nghe nha. Ok chưa anh em? Có thể xuất thành bộ dàn 5.1 được anh em nhé. Xuất thành 5.1 được. Đây anh em xem đây. Phía sau. Công suất 65W điện nguyên bản 100V made in Japan luôn. Ok chưa anh em? Đấy. Kẹp loa đánh loa từ 4 đến 16 ohm, giải loa rất là rộng luôn, và cái phần lưới tản nhiệt của nó anh em nhìn có một con quạt thúc thẳng ra anh em nhìn rất là mát. Kẹp anten FM phục vụ nghe đài. Các đường line in line out đầy đủ và có cả xanh đỏ tím vàng để phục vụ em config thành bộ dàn 5.1 anh em nhé. Optical out và in để phục vụ em giải mã 24 bit này, các cái đường xuất video. Ôi chơi nha. Đấy. Và hiện tại con này thì mình xin phép thanh lý cho anh em, con này chỉ có 1.500.000 thôi anh em nhé. 1.500.000 cho Onkyo X7DV. Đấy, 1.500. Tiếp đến bên trên này thì sẽ là cái mã số 04 anh em nhé. Onkyo X7, một trong số những cái dòng cực kỳ kinh điển của thằng Onkyo anh em ạ. Con này thì quá kinh điển luôn. Con này thì mình xin phép giới thiệu sơ qua chức năng con này như sau. Con này thì chơi MD, chơi CD anh em nhé. CD chạy mắt 213 cực kỳ lành. Con này thì đẹp góc cạnh luôn. Chỉ tiếc mỗi cái là MD con này thì nó hơi kén đĩa một tí anh em nhé. Hơi kén đĩa một tí, tức là lúc nó đọc lúc không. Nên thành ra anh em nào mà chơi MD thì nên bỏ qua con này. Đấy. Nhưng mình sẽ để giá rất là tốt cho anh em. Với những anh em chơi CD thôi thì con này rất là ngon. CD chạy mắt 213 cực kỳ lành luôn anh em ạ. Công nghệ D-Link và băng tần Grad độc quyền anh em nhé. Giải mã 24 bit chuẩn. Đấy. Kết nối điện thoại máy tính TV qua cổng AUX. Ok chưa anh em? Phía sau. Công suất con này thì sẽ là 48W điện nguyên bản 100V made in Japan. Kẹp loa đánh loa từ 4 đến 16 ohm, giải loa cực kỳ rộng luôn. Riêng Onkyo giải loa rất là lớn anh em nhé. Súp điện out có là optical in và out, phục vụ giải mã 24 bit đây. Kết nối line in out bên ngoài. Anten FM phục vụ nghe đài. Con này đủ 108 giò full đài Việt Nam. Cục này thì đánh được cặp loa bass 25cm anh em nhé. Đánh 4 sò than rất là căng. Và giá con này hiện tại mình đang để cho anh em là 1.400.000 anh em nhé. 1.400.000. Rồi. Đẹp xuất sắc luôn anh em nhìn. Đẹp. Rồi, đẹp xuất sắc luôn anh em nhé. Tiếp đến con bên dưới thì sẽ là một con cũng khá là ngon đến từ thương hiệu Onkyo, nó là Onkyo N7TX anh em nhé. Một trong số những con rất là ngon luôn. Con này thì nó chơi 2MD này, chơi CD này anh em nhé. 2MD thì anh em lưu ý một chút là nó sẽ có đĩa đọc, có đĩa không. Nên là anh em lưu ý một chút là MD của nó thì nó có hơi kén đĩa một chút. CD thì chạy mất 213 rất là lành. Tích hợp sẵn công nghệ D-Link, băng tần Grad độc quyền, màn hình xanh huyền thoại, màn hình xanh này, đúng không? Có cổng layout mặt trước rất là tiện lợi. Và giải mã 24 bit chuẩn bằng con chip PCM đời mới anh em nhé. Con này như anh em nhìn thấy nó sẽ có hai cái vết ở hai cạnh này. Con này nó chuyên gãy hai cái vết hai cạnh anh em ạ. N7TX chuyên gãy anh em nhé. Con này không là ngoại lệ, nó gãy hai cái vết ở hai bên này. Đấy. Ok chưa anh em? Tiếp đến mặt sau. Mặt sau công suất con này thì sẽ là 46W điện nguyên bản 100V anh em nhé. Made in Malaysia. Kẹp loa đánh loa từ 4 đến 16 ohm, giải loa rất là rộng luôn. Đây. Súp điện out có này. Kẹp anten em phục nghe đài, các đường line layout đầy đủ anh em nhé. Đấy. Optical in phục vụ giải mã 24 bit đấy. Ok. Và bình thường con này nếu mà nó đẹp ấy thì nó rơi vào giá tầm 2 triệu anh em nhé. 2 triệu con này. Còn con này nó xuất hai góc này, mình xin phép để cho anh em con này chỉ có 1.600.000 anh em nhé. 1.600.000 cho Onkyo N7TX. Ok chưa anh em? 1.600.000. Tiếp đến bên dưới này thì sẽ là một con rất là VIP của thằng Onkyo, chính là Onkyo UN9 anh em ạ. UN9 mà con này có một vết xước ở đây anh em nhé. Anh em nhìn một vết xước ở đây. Đấy. Vết xước. Nói chung là xước thì mình lại phải bán rẻ thôi, đúng không? Con này chơi MD ngon, chơi CD ngon, chơi DVD ngon. Tích hợp rất là nhiều công nghệ, DVD này. Cái gì? Super Audio CD này, Dolby Digital này, DTS này, theo mình thớt này, theo mình Demino anh em nhé. Công nghệ băng tần Grad độc quyền cũng được tích hợp sẵn như con này. Và con này giải mã 24 bit chuẩn siêu hay luôn. Anh em ạ, giải mã thuộc diện đẳng cấp luôn đấy anh em. Giải mã đẳng cấp luôn. Con này. Phía sau. UN9 và UN7 anh em nhé. N9 rất là hiếm luôn. Công suất là 66W điện nguyên bản 100V made in Malaysia. Kẹp loa đánh loa từ 4 đến 16 ohm. Các cái đường line in layout đầy đủ và có xanh đỏ tím vàng để phục vụ em config cho bộ dàn 5.1, có optical in phục vụ giải mã 24 bit và đường xuất video. Kẹp anten FM và tích hợp rất là nhiều công nghệ anh em nhìn nhé. Full công nghệ luôn. Đánh được loa bass 30cm. Và hiện tại con này thì mình để giá bao nhiêu? Con này bình thường mà nó không bị xước cái này thì sẽ là không bị xước vết mặt trước này nè, sẽ là 3.200.000. Và con này bị xước một vết ở đây, mình sẽ để cho anh em với giá là 2.600.000 anh em nhé. 2.600.000 cho Onkyo UN9. Ok cho anh em. 2.600.000. Rẻ. Siêu rẻ luôn. Tiếp bên đây sẽ là cọc số 05. Thì như anh em nhìn thấy nhá, cọc số 05. Thì con bên trên này thì sẽ là con Onkyo ME55DV anh em ạ. Và bên dưới này cũng là con ME55DV, nhưng hai con khác nhau anh em nhé.
Còn bên trên này thì các chức năng như sau: chơi MD tốt, chơi CD tốt và chơi DVD cực kỳ ngon anh em nhé, chạy hoàn hảo mọi chức năng đúng không. Tích hợp công nghệ giải mã 5.1 và giải mã 2.0 phục vụ nghe nhạc. Chỉnh bát chép trực tiếp trên mặt anh em nhìn này, bát này chép này, chế độ direct như một chuyên nghiệp luôn anh em nhé. Direct là loại bỏ khỏi mạch bát chép đấy. Và tiếp theo thì chế độ là super bát anh em nhé, super bát đây, super bát, ok chưa. Đấy, FM AM đủ 108 và dò đài trực tiếp trên mặt luôn anh em biết, dò phun đài Việt Nam luôn, ok chưa anh em. Công nghệ ProRescan quét đa phân luồng trên mặt đĩa cho chất âm ra rất là chi tiết, sẽ tương đương với những con CD khoảng tầm 5 củ anh em nhé. Tích hợp công nghệ này, chơi DVD này, chơi đích này, chơi MP3 này, DTS này, Dolby Digital này, Dolby Vital Speaker giả lập loa này. Đấy, VS này anh em nhé, đây giải mã này anh em nhìn này. Đây chế độ Sitte chơi giải mã 2.0 nhé, VS này giải lập này, để chơi mã 5.1 này. Đấy, VSY này, băng tần rộng Sitte nghe nhá. Cục dàn này siêu nặng luôn, nặng gần chục cân, rất là đẹp đúng không. Phía sau công suất con này sẽ là 70W và điện nguyên bản 100V anh em nhé, điện nguyên bản 100V. Kẹp loa đánh loa từ 6 đến 16 ohm, optical in phục vụ giải mã 24 bit. Đây xuất video này, video xuất này, cổng quang xuất này, kẹp anten FM phục vụ nghe đài, các đường line in out đầy đủ anh em nhé. Và có cả xanh đỏ tím vàng để phục vụ em config như bộ dàn 5.1 anh em ạ, ok chưa anh em. Và hiện tại cục này thì mình đang để cho anh em giá là 2.800.000 anh em nhé, 2.800.000 cho ME55DV, ok chưa. Còn bên dưới này thì giống hệt con bên trên anh em nhé, khác mỗi cái duy nhất, điểm khác duy nhất là DVD nó kém đĩa, còn lại CD đọc cực kỳ ngon anh em nhìn đây, luôn ghi rõ là không DVD đây rồi anh em nhé, cực kỳ ngon đấy. Và con này mình sẽ trừ đi 500.000 cho anh em, vì cái vấn đề nó không đọc DVD, mình sẽ để cho anh em giá là 2.300.000 anh em nhé, chức năng giống hệt con bên trên này đấy, ok. Tiếp đến là con Denon cuối cùng của ngày hôm nay, chính là một con khá là VIP anh em nhé, con Denon MS3, một trong số những mã cực kỳ kinh điển của hàng Denon, có thể cắm máy tính nhận thành giải mã anh em nhé, cắm máy tính nhận thành sao cạc, xin lỗi anh em, sao cạc này, cắm cổng USB vào máy tính này, nhận thành sao cạc và sẽ tương đương những con sao cạc rời khoảng tầm 5-7 triệu, cho chất âm rất là chi tiết, anh em có nguồn nhạc lốt lét trực tiếp từ máy tính thì chơi cái cổng này rất là ok anh em nhé. Con này chơi MD ngon, này chơi CD ngon, CD chạy mắt 213 cực kỳ lành luôn anh em nhé. Chỉnh bát chép thì trực tiếp trên mặt luôn anh em ạ. Đây, bát chép sub, chế độ direct như một chuyên nghiệp super bát này, ok chưa nha. FM AM đủ 108 luôn, dò full đài Việt Nam, kết nối điện thoại máy tính TV qua cổng AUX, giải mã 24 bit chuẩn qua cổng quang, đầy đủ trên con này. Rồi, kẹp loa đây, đánh loa từ 6 đến 16 ohm anh em nhé. Sub điện out có các đường line in out đầy đủ này, optical in và out phục vụ giải mã 24 bit cũng đầy đủ trên con này anh em nhé. Kẹp anten FM phục vụ anh em dò full đài Việt Nam. Đây là cái đường, đây là cái chỗ mà tản nhiệt của con này. Con này sẽ có một cái quạt nhiệt thốc thẳng ra anh em nhé, quạt tản nhiệt thốc thẳng ra. Và con này đánh tốt cặp loa bass 25cm luôn, rất là hay anh em nhé. Công suất con này sẽ 48W, điện nguyên bản 100V. Đây, MS3, ok chưa anh em. Phải nói là giới thiệu xong cho anh em đúng này, mình bỏ hơi tai luôn. Và con Denon MS3 này mình đang để cho anh em giá cực kỳ ok, là chỉ có 2.200.000 thôi anh em nhé. Denon MS3, 2.200.000. Rồi, thì đấy là cái đống đồ này, anh em quan tâm sản phẩm nào hãy chụp lại cho mình anh em nhé, chụp lại sản phẩm cho mình. Và riêng con máy VIP này thì chờ anh em nào gọi là biết chất chơi đến đón thôi, ok chưa anh em. Video ngày hôm nay thì mình xin phép được dừng ở đây thôi, và hẹn gặp lại anh em ở những clip tiếp theo. Chúc em một buổi tối thật là vui vẻ bên gia đình, và xin chào anh em.